Thưa quý vị, sáng nay, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi họp nghe báo cáo tiến độ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, đến nay có 62 chương trình, công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cấp thành phố, được triển khai trên 6 nhóm lĩnh vực của 26 cơ quan, đơn vị chủ trì. Ngoài ra, các ngành, các địa phương đăng ký 1.972 chương trình, công trình, dự án thi đua. Về công tác truyền thông, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Nguyễn Ngọc Hồ cho biết, Sở Thông tin Truyền thông đang triển khai 7 kế hoạch liên quan. Nhân hướng đến 50 năm thì có cái kế hoạch cho việc là xây dựng hình ảnh và thương hiệu thành phố. Thì trong đó có phần là cũng phối hợp với Sở Văn hóa về việc là xây dựng cái cuộc thi để mà làm logo cho 50 năm. Cuộc thi sẽ mời các cái nhà sáng tạo về logo lớn trên thế giới. Cái kế hoạch thứ hai đó là xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng cái loại hình nền tảng truyền thông. Ví dụ như kế hoạch cho báo chí thì sẽ chọn lọc hệ thống loại báo chí và phân vai rõ ra các cơ quan báo chí nào tham gia vào cái khâu truyền thông nào. Rồi thứ hai là xây dựng cái kế hoạch để mà phát huy cái hệ thống thông tin cơ sở. Về tiến độ của rạp xiếc thì xin báo anh là cái phần thi công thô đã hoàn thành và cất nóc ngày 6 tháng 9 vừa rồi. Riêng cái phần thi công hoàn thiện đó, thì từ đây đến cái ngày mà nghiệm thu là khoảng còn 6 tháng thôi. Cái khối lượng của công việc rất là nhiều. Và ban dụng sẽ cố gắng là sẽ theo cái mốc đó, tức là sẽ nghiệm thu vào tháng 3 và bàn giao cho đơn vị thụ hưởng vào tháng 4 2025. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, giai đoạn từ nay đến ngày 30 tháng 4 năm 2025 là cao điểm chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm, nên phải có kết quả cụ thể. Nhấn mạnh đến công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu cần có chính sách chăm lo cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh sau 50 năm xây dựng và phát triển. Chúng ta có một chính sách gì đó cho nhân dân thành phố này sau 50 năm xây dựng và phát triển? Tôi nói mấy triệu công nhân đến đây, người ta từ khắp mọi miền đất nước, người ta đến đây người ta cống hiến cái sức lao động người ta cho xây dựng và phát triển thành phố này, thì chúng ta có chính sách gì đối với đội ngũ này? Các ông chí phải rà soát cái này lo thật kỹ. Tôi nói mà ai trả lời nói nó đủ chính sách rồi là tôi thấy cái trả lời đó là rất hời hợt. Tôi đề nghị là tập trung nghiên cứu. Thứ hai nữa là đối với gia đình chính sách, về nhà ở, về các cái điều kiện thiết yếu nhất là không để thiếu thì chúng ta phải rà soát lại. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối với các cái đối tượng xã hội, đặc biệt là đô thị chúng ta, là chúng ta phải đảm bảo xã hội chủ nghĩa là đó các ông chí, thành tựu của 50 năm mang lại cho nhân dân là chỗ đó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi cũng nhấn mạnh đến vai trò của công tác tuyên truyền phải nêu bật được các hoạt động, động viên các lực lượng tham gia góp ý. Đồng chí yêu cầu Sở Thông tin Truyền thông khẩn trương hoàn thành kế hoạch truyền thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa Thể thao phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương hoàn thiện báo cáo tiến độ công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Còn các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.